Quận Ba Đình, Hà Nội đã phong tỏa khu vực dài 350 m trên phố Đội Cấn trong 14 ngày sau khi xác định 16 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho hay chính quyền đang tiếp tục điều tra dịch tễ và truy vết. Việc cách ly sẽ được thực hiện đến hết ngày 25 tháng 8. Theo đó, từ sáng 12 tháng 8, công an dựng rào chắn từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn, các ngõ nhỏ cũng được rào cứng. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp sống trong khu vực. Theo CDC Hà Nội, trường hợp dương tính đầu tiên ở Đội Cấn là phụ nữ, 59 tuổi. Ngày 7 tháng 8, bà có triệu chứng ho sốt nên tự đến Bệnh viện Hồng Ngọc xét nghiệm, kết quả dương tính. 15 ca dương tính còn lại ở khu phố này được phát hiện rải rác từ mùng 8 tháng 8 đến 12 tháng 8 thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc. Theo Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng, phường Đội Cấn đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Thời gian phong tỏa cách ly y tế đoạn phố Đội Cấn nêu trên sẽ được tính toán sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng tại khu vực này.